quý vị và các bạn đến với những tình tiết mới nhất của bộ phim Hương vị tình thân. Hương vị tình thân tập 64, bà Sa để lại di thư cho Thi trước khi chết. Nam và Long vẫn sẽ ở riêng sau tất cả. Review Hương vị tình thân tập 64 hé lộ một cảnh quay hát hồi hộp. Đó là cảnh bà Sa định uống thuốc ngừng tự tử. Trước khi chết, mẹ Thi còn nhắn tin cho con gái, nói rằng mình sẽ lấy cái chết để tạ tội với con. Tuy nhiên, fan cũng đã đoán được kết cục của cảnh quay này. Thì trước đó, đoạn Reddit phim từng hé lộ cảnh Dũng can ngăn mẹ mình uống thuốc ngủ. Vậy là bà Sa sẽ tự tử bất thành. Ở một diễn biến khác, tập này, vợ chồng ông Khang bà Xuân đã tới nhà thông gia và bàn chuyện mua biệt thự cho Long và Nam ra ở riêng. Nghe vậy, bà Bích thắc mắc tại sao Nam là dâu trưởng mà lại phải ra ở riêng. Hơn thế nữa, Nam là người thích không khí gia đình ấm cúng. Nếu bây giờ ra ở riêng, có khi cô lại nghĩ ngợi. Nghe vậy, ông Khang nói rằng đó mới là dự tính của ông và vợ. Còn mọi chuyện để cho Long và Nam tự quyết định. Lúc này, bà Bích lại bất ngờ nói về ông Sinh, cho rằng nếu ông Sinh không muốn về quê thì có thể dọn về bên nhà mình mà ở. Nhà mình mà bà Bích nói đến chính là nhà của bà đang ở hiện tại. Nơi đó, ông Tuấn từng nghĩ tới chuyện tu sửa để cho ông Sinh dọn về. Hương vị tình thân, cả gia đình vỡ òa khi vợ chồng Nam báo tin có bầu. Long vui quá, quên mất hỏi vợ chuyện đẻ sinh đôi. Hương vị tình thân tập 63, Long và Nam thông báo tin vui cho cả gia đình. Hương vị tình thân phần 2 tập 63 sẽ là một tập phim rất được fan chờ đón khi trong tập này Nam chính thức nói chuyện mang bầu với Long. Nghe tin xong thì Long sững người rồi vỡ òa hạnh phúc, hai vợ chồng cùng ôm nhau rớt nước mắt rưng rưng. Theo hé lộ của thành viên ekip làm phim, sau đó Long và Nam sẽ cùng thông báo tin vui này cho đại gia đình. Người đầu tiên được biết có lẽ chính là ông Sinh, vậy nên mới có cảnh cả vợ chồng Long ôm lấy ông Sinh, ai cũng cười hạnh phúc. Cảnh phim này hứa hẹn mang tới nhiều cảm xúc cho khán giả bởi hương vị tình thân được lan tỏa. Song Sinh có lẽ tất lượt gia đình ông Khang, bà Xuân, bà Bích và những người bạn thân thiết của Nam biết chuyện. Sau khi thành viên ekip Hương vị tình thân hé lộ những cảnh quay này, Sắc Long Mạnh Thường cũng vào bình luận vô cùng hài hước. Nam diễn viên nói